đá cánh trái, đá cánh phải, cánh giữa chết luôn. Đúng. Ừ. Nè coi nè, Dũng chơi cũng ok mà, nếu như cảm thấy thả Dũng được thì Tú thả Dũng một lần thôi. Đừng nói vậy Hàn ơi, rồi nói vậy nó mất cái chất đi Hàn, hiểu không? Dũng hiểu không, là mình đánh phủ đầu tâm lý trước, Dũng hiểu không? Chiêu của Tú hiểu không? Không có, mấy ảnh vô mấy ảnh gặp tao là mấy ảnh rồi đá ăn mấy mà anh quýnh tâm lý tao hiểu không? Đụ mẹ mày, tâm lý tao cứng lắm, cả ban hội nó nghĩ tao còn chưa sợ nữa, đụ mẹ mày rồi đá tao mấy hả? Xoáy được ba cái, xuống tiền nha. Anh em đá bạc đi anh em ơi. Đá 6 ăn 5 được rồi anh em ạ. Hết cái miệng rồi đó. Đâu má mày mà thua rồi tao chửi 3 ngày 3 đêm luôn á. Trời ơi trời. Tao nói mày Dũng mà quýnh cái gì mà quýnh, nó chạy điên lát hỏi hết thể lực bây giờ nè. Đụ mẹ, quýnh làm gì chạy giỏi lắm, nó chạy thể hiện trình. Tao đứng tao nhích qua nhích lại thôi, tao không cần nhích gì nhiều hết á. Ủ mày lát hết thể lực với tao giờ nè. Ó chạy điên đi đụ mẹ, tao đứng nó nhích từ từ thôi à. Tao không nhích gì nhiều á, lát hết thể lực với tao giờ á. Hết win địt mẹ vậy không chết trời. Trời ơi trời. Ủ mẹ mày, cái đẳng cấp không phải là cái chỗ quýnh nữa, mà là đẳng cấp là cái trình độ bơm máu nữa, mày hiểu không? Chứ không phải là cái đẳng cấp là quýnh không. Lồn má, tay mày ra tay hủy thơm miệng nữa. Chị cũng nổi Dũng. Cái đẳng cấp bơm máu nữa. Thẳng 50% rồi, được không? Đủ hết máu rồi, đủ hết máu rồi. Dũng tuổi lồn gì. Trời ơi, Dũng chết chết luôn quá. Đúng rồi. Thôi cái đó là đi luôn rồi. Cái gì trời, đi mẹ nó. Ơ bởi anh em thấy không, thấy không anh em, thấy không bởi đi mẹ cay thật, thấy không bởi đủ mẹ nó cái đẳng cấp. Bởi tôi nói anh em rồi, tại vì đáng lý thiệt sự á, đúng á là tôi quýnh cùi cùi thôi, tôi quýnh dẫn chơi thôi, quýnh cho vui thôi anh em, không quýnh kiểu cho anh em tao phấn khởi lên đủ má, tao thắng được admin đồ, tao thắng được này kia. Mà ghiêng lồn Dũng Dubai này là cù bắp lắm. Nói cù bắp mà đậu mẹ nó gai gì lắm, nó làm như quýnh hay lắm vậy. Nó làm như quýnh hay Dũng lắm. Ơi, không có thiệt. Đậu má mà thua ai thua Tú nghỉ luôn đi. Trời ơi. Nhưng anh em thấy không? Thằng cái ăn hàng nè, cái băng bổng nãy tôi cầm thiên dương tôi đập chết như cái gì. Đậu má tôi đập chết ỉa chảy luôn. Thấy không? Đậu mẹ đâu lên tiếng được. Thua ai thua Tú thiệt trời. Đó, đậu mẹ thiệt á. Má là má nhìn nó một con mắt khác rồi đó. Thời ok rồi đó. Để cách gọi gái đồ chơi cái anh em, gọi gái đồ chơi cái nãy nói với anh em mà đúng không?